Thưa các bạn, chúng tôi đang có mặt tại cảng cá Bến Đình, phường 5, thành phố Vũng Tàu. Sáng hôm nay thì tại thành phố Vũng Tàu các hoạt động gần như đã ngưng trệ, chỉ còn một rất ít cửa hàng tạp hóa và tiệm ăn sáng mở cửa, còn người dân thì ở yên trong nhà tránh bão. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, vào lúc 4 giờ sáng hôm nay, cơn bão số 9 còn cách Vũng Tàu 60 km với cấp gió 10 và giật cấp 12, 13. Tuy nhiên, điều nguy hiểm là nó di chuyển rất chậm. Thông thường những cơn bão lớn mà di chuyển càng chậm thì thiệt hại càng lớn, vì thời gian hoành hành của tâm bão sẽ càng kéo dài. Bão Usabi, bão số 9, di chuyển với tốc độ là 5 đến 10 cây số giờ, như vậy có thể sau 9 giờ sáng nay thì mới đổ bộ vào Vũng Tàu. Nam Bình Thuận đến Bến Tre với cường độ mạnh cấp 8, giật cấp 11, 12. Sau đó đi sâu vào đất liền và sẽ trở thành áp thấp nhiệt đới.